Việc chào quý vị và các bạn thân mến nha. Việc chia sẻ cho quý vị và các bạn một cái cặp vỏ lo về video bạn độ chế nha, một cặp chép nè. Rồi bên trong này có lo hát karaoke của Mỹ 4 tấc nè, chép còi nè. Rồi cục đẩy công suất nè. Thì việc sẽ quay cận cảnh chi tiết và báo giá từ sản phẩm gửi đến quý vị và các bạn. Và phương thức mua hàng thì quý vị và các bạn nào chuyển khoản trước bán trước, không ship COD, không chờ không đợi, không hẹn ngày mai ngày mốt gì cả. Hàng cam kết đúng như video mô tả. Vận chuyển hàng toàn quốc cho quý vị và các bạn nha. Đầu tiên thì một cặp chép đôm của hãng Biêu nữa, tình trạng đẹp xuất sắc zin, đẹp xuất sắc zin. Củ từ này nó khoảng 8 cm, củ từ rất là to. Cái mặt ở phía trước này thì nó là 11.5. Chép đôm mũi nhôm, chép này kêu rất hay luôn, của Biêu nữa. Cặp này 1,2 triệu nha quý vị và các bạn, cặp chép 1,2 triệu. Bạn nào cần thì liên hệ. Rồi, thì đây mình có một cặp vỏ thùng của hãng Bioner luôn, thùng gỗ lạng. Và e căng của cặp này thì còn luôn ha, tem mắt đầy đủ luôn, tem đồng trên lưới còn. Và cái kích thước cái vỏ này á, chiều ngang là 38, chiều sâu là 31. Mình quên đo chiều cao, để mình đo chiều cao nhé quý vị và các bạn. Chiều cao là 66 nha quý vị và các bạn. Chiều cao 66. Vỏ này thì bát 30. Bát 30 nha. Cái lỗ này mình tính lọt lòng là 11. Lỗ này nè, lọt lòng là 8, còn lỗ này lọt lòng là 6. Đó. Thì nhìn từ xa thì nó như thế này. Và phía sau. Vỏ này về thì không cần thuốc tác gì vẫn xài được nha. Không vô nước, nhưng mà mẻ gốc đồ này nọ có nha, đồ cũ mà. Rồi, nhìn ở phía sau thì nó như thế này. Rồi cái cặp vỏ này thì bán cho quý vị và các bạn á, giá 1,3 triệu đồng, không bao gồm phí vận chuyển, không mặc cả trái giá nha. Ở bên trong này thì có một bộ karaoke cho quý vị và các bạn. Thì chỉ còn thiếu quanh số là hát ngon lành luôn. Nhưng mà mình không có bán quanh số, bởi vì á, là mình không ở gần quý vị và các bạn, mình ship hàng xa. Rồi khi mà chỉnh á, mình mua quanh số thì quý vị và các bạn không có biết chỉnh, cho nên mình bán quanh số thì mình không có bán, là từ lý do là như vậy. Rồi ở đây là cái cục men, cục đẩy, cục công suất thì tùy theo dùng miền gọi ha. Rồi USC MX1000A thì cái cục này đánh một cặp full bát 40 này là dư sức ha. Còn nếu mà đánh bot á, thì đánh 2-3 cặp 3-4 cặp BMB rồi đó là dư sức. Cục này thì của Mỹ, VC này là của Mỹ nha. Dòng này thì tiếng rất là hay, và dòng này là đa nguồn điện, thì hiện tại là đang cho nó chạy điện 220, hát tốt, bao zin. Quý vị và các bạn thì cái cục này mình bán cho quý vị và các bạn á, giá là 7 triệu đồng, không bao gồm phí vận chuyển, bao zin, hát tốt, không ù xì, tiếng trong vắt luôn. Rồi đây là một cặp BV SB5G. Thì cặp này Việt có một cái video mình tháo nội thất rồi nha. Thì Việt không có tháo nội thất nữa. Cặp lo này có một cái video tháo nội thất và quay xung quanh rồi, quý vị và bạn cũng có thể tìm lại xem. Cái dòng BV5G này thì tiếng tuyệt vời ha. Bass 40, xương gan đúc, chép 22XT. Dòng này thì khỏi bàn cãi gì nữa, chất âm. Đây là cái dòng chuyên nghiệp ha quý vị và bạn, karaoke thì hay. Cặp này thì mình bán 19 triệu nha quý vị và bạn, 19 triệu. Và quý vị và bạn lưu ý là đây là dòng loa Inura xịn nha, hàng xịn. Hàng xịn BV 5G. Có bạn là chưa biết hỏi BV 5G là loa gì đó, giờ chưa từng thấy, thì đây là dòng loa chuyên nghiệp. Nó hơn JBL rất nhiều về cái thương hiệu KH nha. Đó. Thì 19 triệu thì bảo đảm với quý vị và các bạn, mình chấp 4 cặp bot 601 series 3, mình chấp 4 cặp luôn.
mình không nói độ nhỏ lớn mà mình chấp về cái độ mà trung thực, cái độ hay đó. Ca tiếng bay bổng sắc nét, mình chấp 4 cặp. Đấy, 4 cặp đó giờ mua hết hồn tiền luôn. Mỗi một cặp đó giờ mua chắc cũng khoảng 40-50 triệu, còn cặp này có 19 triệu à. Đó. Rồi bạn nào mà là làm xô chậu đi được luôn ha. Đó, bạn nào mà đánh xô thì trong cái phòng nhỏ nhỏ đó thì cứ đem cặp này vô là cục men là quất thôi. Đó. Giá thôn bao nhiêu tuyệt đối luôn cặp này. Rồi bạn nào cần mà video chi tiết về cặp này mình cũng có luôn nha. Đó, mình sẽ gửi đường link hoặc là quý vị và các bạn tự tìm ở trên kênh của mình. Rồi, mình xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video sau.